Ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại khuôn viên bệnh viện ở Tesla, Oklahoma hôm 1 tháng 6, giữa lúc nước Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng vì thảm kịch tại Texas hơn một tuần trước. Vụ xả súng xảy ra tại khuôn viên bệnh viện San Francisco ở thành phố Tesla, bang Oklahoma, Mỹ, chiều 1 tháng 6, rạng sáng 2 tháng 6 giờ Hà Nội, khi một người đàn ông cầm súng trường xuất hiện tại tòa nhà y tế Natalia Medical, theo AP. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết, nhà chức trách vẫn chưa xác định được danh tính của tay súng. Nhưng nói thêm rằng nghi phạm là một nam giới da đen từ 35 đến 40 tuổi. Theo ABC News, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo cáo về một người đàn ông đi bộ cầm theo một khẩu súng trường tại tòa nhà y tế Natalia Medical, văn phòng của các bác sĩ tại khu viên bệnh viện San Francisco, theo đăng tải trên Facebook của sở cảnh sát Tucson. Theo lời ông Melenberg, khi cảnh sát bắt đầu có phản ứng, nghi phạm đã nổ súng khi cảnh sát ập vào tòa nhà họ phát hiện có nhiều người bị bắn hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra